Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Châu về nước tìm sự thật, Bảo và Quyên rình bắt buôn lậu, minh oan cho Mẫn. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của mùa sậy trổ bông. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Tập phim mở đầu với khung cảnh Minh Châu trở về Việt Nam sau nhiều tháng xa cách. Mặc dù cô đã cố gắng quên đi tất cả những gì liên quan đến Duy Bảo, nhưng sự thật rằng cô vẫn còn rất nhiều tổn thương từ cú sốc ngày nào. Khi tận mắt chứng kiến cảnh Duy Bảo và Oanh ân ái trên giường, cô vẫn không biết đó chỉ là một màn kịch hoàn hảo được dàn dựng bởi Khôi và Oanh nhằm chia rẽ cô và Bảo. Những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng Minh Châu dường như lại trỗi dậy khi cô đặt chân xuống quê hương, nơi chứa đựng bao ký ức đau buồn. Ngay từ giây phút cô xuất hiện tại sân bay, Khôi đã lặng lẽ dõi theo. Hắn ta không bỏ lỡ cơ hội ra đón Minh Châu, với hy vọng rằng sự xa cách và nỗi đau mà cô đã chịu đựng sẽ khiến cô trở nên yếu đuối và dễ dàng chấp nhận tình cảm của hắn. Khôi khoác lên mình vẻ ngoài điềm tĩnh, lịch lãm, với bó hoa rực rỡ trên tay, nhưng bên trong là những toan tính đầy tham vọng. Hắn ta biết rằng Minh Châu trở về là cơ hội cuối cùng để hắn chiếm được trái tim cô, cùng với tài sản khổng lồ của tập đoàn Hưng Phát. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của Khôi, Minh Châu không hề tỏ ra mềm yếu hay bất ngờ khi gặp lại hắn. Cô giữ vẻ bình tĩnh và lạnh lùng. Cuộc đối thoại ngắn ngủi diễn ra giữa hai người không hề có dấu hiệu của một cuộc hội ngộ thân thiết, mà chỉ đơn thuần là những lời nói lịch sự và xa cách. Minh Châu nhanh chóng khẳng định rõ ràng rằng cô trở về lần này chỉ để thăm gia đình, và trong lòng cô, Khôi chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Khôi cố gắng níu kéo, bộc bạch rằng hắn đã yêu Minh Châu từ lần đầu gặp mặt, và rằng chỉ có hắn mới yêu cô thật lòng. Nhưng tất cả những lời nói đó chẳng thể lay chuyển được Minh Châu. Cô đã nhìn rõ con người của Khôi từ lâu, và sự ám ảnh của hắn càng khiến cô thêm chán ghét. Không muốn dây dưa thêm, Minh Châu quay người bỏ đi, để lại Khôi đứng đó với nỗi thất vọng và giận dữ. Trong cơn tức tối, Khôi không kiềm chế được cảm xúc, hắn ta đập nát bó hoa trong tay, thề rằng sẽ không để Minh Châu thoát khỏi tay mình. Đối với Khôi, việc chinh phục Minh Châu không chỉ còn là chuyện tình cảm, mà đã trở thành một cuộc chiến tranh giành quyền lực và tài sản. Hắn biết rõ rằng nếu có được Minh Châu, hắn sẽ nắm trong tay tập đoàn Hưng Phát, một gia tài khổng lồ mà hắn khao khát từ lâu. Trong khi đó, Minh Châu không khỏi bàng hoàng khi biết tin ông Thiên đã qua đời, trong thời gian cô vắng mặt. Minh Châu sốc hơn cả là tình trạng của Duy Bảo. Không còn là người đàn ông mạnh mẽ, tự tin mà cô từng yêu, Bảo giờ đây trở thành một kẻ khù khờ, sống thu mình với mẹ tại bến sậy. Cuộc sống của anh giờ đây chỉ xoay quanh những công việc đơn giản. Cảnh tượng này khiến Minh Châu không thể hiểu nổi điều gì đã khiến Bảo trở nên như vậy. Cô từng nghĩ rằng Duy Bảo và anh đang sống hạnh phúc bên nhau, như những hình ảnh Khôi đã gửi cho cô trong những cuộc gọi từ xa. Nhưng sự thật trước mắt lại hoàn toàn khác biệt, khiến cô bàng hoàng và nghi ngờ tất cả những gì mình từng tin tưởng. Minh Châu quyết định tìm hiểu sự thật. Cô biết rằng có điều gì đó không ổn, rằng những gì cô thấy và những gì cô được nghe không hề trùng khớp. Với quyết tâm rõ ràng, cô bắt đầu dò hỏi về cuộc sống của Bảo trong thời gian cô vắng mặt, và dần dần phát hiện ra những manh mối về âm mưu của Khôi và Oanh. Sự phản bội và lừa dối của họ khiến cô cảm thấy vừa tức giận, vừa đau đớn. Ở phía Khôi, hắn ta không hề có ý định từ bỏ. Sau khi bị Minh Châu lạnh nhạt từ chối tại sân bay, hắn ta càng trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Khôi bắt đầu lập kế hoạch mới, để chiếm đoạt không chỉ trái tim Minh Châu, mà còn cả tài sản khổng lồ mà cô nắm giữ. Hắn cho người theo dõi Minh Châu sát sao. Đối với Khôi, Minh Châu không còn là một người con gái hắn yêu đơn thuần, mà trở thành mục tiêu trong cuộc chiến đầy toan tính. Trong không khí ngột ngạt của xóm bến sậy, những ngày qua, câu chuyện về những vụ trộm bí ẩn đã trở thành đề tài nóng hổi khiến mọi người bàn tán xôn xao. Chẳng ai có thể ngờ rằng, chính những thanh niên trẻ trong xóm lại là kẻ đứng sau các vụ trộm táo bạo ấy. Và càng không ai ngờ rằng kẻ cầm đầu lại là con trai của bà Tám Hạnh, một gia đình giàu có, được mọi người kính trọng. Từ khi các vụ trộm xảy ra, mọi ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về Mẫn, một chàng trai nghèo, từng làm nghề chèo đò. Những lời vu oan giáng họa liên tục đổ lên đầu Mẫn, khiến cậu rơi vào tình cảnh khốn khổ, danh dự bị bôi nhọ, dù thực tế cậu chẳng làm gì sai. Trong mắt người dân, Mẫn là kẻ đáng ngờ nhất, bởi cậu nghèo và luôn ở gần khu vực xảy ra các vụ mất trộm. Dù đã nhiều lần lên tiếng thanh minh, nhưng Mẫn vẫn không thể lấy lại được niềm tin của mọi người. Tuy nhiên, giữa cơn sóng dư luận, có một người không tin vào những lời đồn đại đó, người ấy chính là Duy Bảo. Mặc dù trong mắt nhiều người Bảo chỉ là một chàng trai khờ khạo, nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài ấy là một trái tim chân thành và nhạy bén. Bảo đã âm thầm theo dõi những biến chuyển trong xóm, để ý từng chi tiết nhỏ. Từ những manh mối mà Bảo thu thập được, anh dần nhận ra điều bất thường từ nhóm thanh niên trong xóm,
đặc biệt là sự liên quan mờ ám của con trai bà Tám Hạnh. Một buổi chiều, khi Duy Bảo lang thang qua nhà bà Sương, một căn nhà từng bị đồn là ma quái, anh tình cờ phát hiện ra điều kỳ lạ. Nhìn qua khe cửa, Bảo thấy bóng dáng lơ lửng của một người phụ nữ, với mái tóc xõa dài che kín khuôn mặt, khoác chiếc áo màu đỏ, di chuyển mờ ảo trong bóng tối. Cảnh tượng ấy khiến Bảo vô cùng hoảng hốt, anh chạy thục mạng về nhà, vừa chạy vừa la hét gọi mẹ. Về đến nhà, anh kể lại cho bà Huệ, mẹ của mình, rằng anh đã gặp ma tại nhà bà Sương. Nhưng trái ngược với sự sợ hãi của Bảo, bà Huệ cố trấn an con trai, rằng đó chỉ là con người giả dạng để hù dọa, chứ không phải hồn ma như cậu tưởng. Ngày hôm sau, Bảo quyết định kể câu chuyện mình chứng kiến cho Quyên. Quyên đã từng nghe nhiều lời đồn đại về những hiện tượng kỳ bí tại nhà bà Sương, nhưng cô vốn không tin vào những câu chuyện ma quái ấy. Thay vì sợ hãi, Quyên quyết định cùng Bảo quay lại ngôi nhà vào buổi tối để tìm hiểu rõ sự thật. Khi cả hai lén lút tiến vào ngôi nhà, thay vì gặp hồn ma như lời đồn, họ phát hiện một nhóm thanh niên đang thực hiện những hành động mờ ám. Họ đang bí mật vận chuyển đồ đạc vào chiếc ghe của gia đình bà Tám Hạnh. Ngay lúc ấy, Quyên và Bảo mới hiểu ra, đây chính là nhóm trộm lâu nay gây ra hàng loạt vụ mất cắp trong xóm. Chúng lợi dụng lòng tin của mọi người, dùng chiếc ghe của nhà bà Tám Hạnh để tuần hàng qua sông mà không ai nghi ngờ. Điều khiến mọi người tin rằng Mẫn là thủ phạm chính là việc bọn trộm sử dụng chiếc ghe, làm cho ai cũng nghĩ chỉ có người chèo đò mới, có thể vận chuyển tài sản qua sông một cách dễ dàng. Thực tế, dù Mẫn đã không còn làm nghề này, bọn chúng vẫn khéo léo đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu. Cả Bảo và Quyên cúi xuống, nấp sau một bụi rậm để theo dõi. Họ thấy những thùng hàng lớn đang được vận chuyển từ bên trong căn nhà ra ngoài, chất lên những chiếc xe tải đậu bên bờ sông. Hóa ra, đây không phải là căn nhà bỏ hoang với những câu chuyện ma quái, như dân làng vẫn đồn đại. Những lời đồn ấy chỉ là vỏ bọc để che giấu hoạt động buôn lậu bất hợp pháp của nhóm người này. Quyên và Duy Bảo nhìn nhau, lòng đầy quyết tâm phải làm điều gì đó để ngăn chặn hành vi phi pháp này. Bảo dù vẫn còn đôi chút sợ hãi về cảnh tượng ma quái mà cậu thấy đêm trước, nhưng giờ đã hiểu rằng không có ma quỷ nào trong câu chuyện này cả. Đó chỉ là trò hù dọa, một vỏ bọc được dựng lên để che giấu hoạt động phi pháp. Quyên mỉm cười, vỗ vai Bảo. Thấy chưa, không có ma quỷ gì cả. Chỉ là con người lợi dụng sự mê tín để che đậy tội ác mà thôi. Duy Bảo gật đầu, cảm thấy mình đã trưởng thành sau sự việc này. Hóa ra không phải tất cả những gì mình thấy đều đáng sợ như mình tưởng. Đây là cơ hội của chúng ta, Quyên thì thầm, ánh mắt sáng lên. Chúng ta phải báo ngay cho công an trước khi họ tẩu tán hàng hóa. Duy Bảo gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại đầy lo lắng. Nhưng lỡ họ phát hiện ra chúng ta thì sao? Cậu hỏi, giọng khẽ run lên. Bảo và Quyên lập tức gọi điện báo công an, nhưng cả hai đều lo lắng rằng, nếu bọn trộm phát hiện ra mình thì sẽ không thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Dưới ánh trăng mờ, Quyên và Bảo nín thở quan sát từng động thái của nhóm thanh niên. Cuối cùng, khi chúng chuẩn bị vận chuyển hàng hóa qua sông, lực lượng công an cùng người dân trong xóm đã ập đến bao vây. Nhóm trộm bị bắt quả tang ngay tại hiện trường, không kịp trở tay. Con trai của bà Tám Hạnh, kẻ cầm đầu nhóm trộm, bị bắt trước sự chứng kiến của cả xóm. Bà Tám Hạnh, người luôn tự hào về gia đình mình, không thể tin vào mắt mình khi thấy con trai bị trói đưa đi. Bà đứng chết lặng, cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Những giọt nước mắt cay đắng tuôn trào khi bà nhận ra sự nuông chiều quá mức của mình đã đẩy con vào con đường tội lỗi. Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Mùa Sậy Trổ Bông. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.